Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin xử ép Trần Vũ Hải Việt Nam cố ghép tội bắt cóc trương duy nhất Hà Nội vẫn lặng im. Vâng trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh đó là việc một người luật sư rất nổi tiếng ở Việt Nam đó là luật sư Trần Vũ Hải đã bị nhà cầm quyền cho rằng tội ghép vào tội trốn thuế và điều đó đã dẫn đến phiên tòa ngày hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 11 bắt đầu diễn ra phiên tòa xét xử luật sư Trần Vũ Hải tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa và đây là hình ảnh mà chúng ta có thể theo dõi tại phiên tòa đã được đăng tải phiên tòa xét xử luật sư Trần Vũ Hải tòa câu giờ một luật sư bị kẹp cổ sốc nách ra khỏi tòa đây là hình ảnh của luật sư Nguyễn Duy Bình bị công an dẫn khỏi phiên tòa xét xử vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải ở thành phố Nha Trang hôm 14 tháng 11 năm 2019 hôm 14 tháng 11 ngày thứ hai của phiên sự sơ thẩm luật sư Trần Vũ Hải với cáo buộc trốn thuế tại tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra khá gay cấn khi luật sư Nguyễn Duy Bình, một trong 42 người bảo chữa cho ông Hải bị kẹp cổ, sốc nách ra khỏi tòa trong lúc một luật sư khác nêu nghi vấn tòa án đang cố tình kéo dài thời gian xét xử. Và đây là hình ảnh nếu để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng luật sư Nguyễn Duy Bình đã bị sốc nách và kéo ra như thế nào trong một phiên tòa như vậy và luật sư Trần Vũ Hải đã ra thông cáo báo chí ngay trước khi phiên tòa diễn ra vài phút. Và đây là hình ảnh của thông cáo báo chí mà ông Trần Vũ Hải đã đưa ra uh, ngay trước đó. Vài phút, vài phút trước khi phiên tòa xét xử thứ hai bắt đầu, luật sư Trần Vũ Hải phát đi thông cáo báo chí. Chúng tôi hy vọng ngày xét xử thứ hai của phiên tòa này sẽ tạo điều kiện cho các nhà báo và người thực sự quan tâm để trực tiếp theo dõi phiên tòa, không nên tái diễn việc chọn lọc người ngồi khán phòng. Các thành viên hội đồng xét xử được độc lập xét xử mà không bị chỉ đạo nào đó. Chúng tôi tin rằng một nhà nước pháp quyền Việt Nam là đảm bảo cho một phiên tòa công khai, dân chủ, tranh tụng thực sự và không bao giờ chấp nhận một phiên tòa được đạo diễn và bi hài hơn cả một vở kịch. Đây là thông cáo báo chí của ông luật sư Trần Vũ Hải đã viết ra ngay trước đó. Và nhiều biểu hiện đây là một phiên tòa không bình thường và mang tính chất chính trị. Và đây các bạn có thể đọc thông cáo báo chí của ông luật sư Trần Vũ Hải đã biết ra như sau. Thông tin về việc ngày thứ nhất phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trốn thuế liên quan luật sư Trần Vũ Hải. Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2019 có nhiều dấu hiệu không bình thường trước khi mở phiên tòa xử vụ án trốn thuế 280 triệu đồng với mức án cao nhất là 2 năm cải tạo không giam giữ tại Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Lực lượng công an địa phương đã cấm tất cả các phương tiện giao thông đi lại trước trên đoạn đường ở cổng tòa án gây phản cảm tại một thành phố du lịch. Hai tòa án không cho nhiều nhà báo phóng viên tham dự phiên tòa mặc dù họ đăng ký trước và đây là phiên tòa công khai. Ba là một lực lượng an ninh không nhỏ được huy động để kiểm soát an ninh trật tự, ngăn chặn những người thực sự quan tâm đến tham dự phiên tòa và tạo cảm giác như đang xử một vụ án nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia bốn trong khi đó có sẵn một nhóm công an công dân không rõ từ đâu đến đã chiếm phần lớn khán phòng phiên tòa chiếm cả chỗ ngồi của người tham gia tố tụng khác và khiến các luật sư không có bàn làm việc năm một bảng nội quy phiên tòa mới được lập có nội dung trái quy định của ngành tòa án và gây cản trở các luật sư tác nghiệp như cấm mang các phương tiện điện tử vào phòng xét xử đã được đưa ra và để gần lại chúng ta sẽ thấy hình ảnh của luật sư Trần Vũ Hải cùng những người luật sư và bạn bè chụp trước khi phiên tòa diễn ra ở ngay khu vực tòa án. và ngoài ra đã có dấu hiệu các thành viên của hội đồng xét xử đã bị chỉ đạo làm khó các luật sư bào chữa. Và đây là hình ảnh luật sư Trần Vũ Hải tại phiên tòa. 42 luật sư bào chữa cho vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã có mặt tại phiên tòa, tuy nhiên có 6 luật sư dù đã liên lạc trước với tòa và tòa án đồng ý sẽ cấp thông báo đăng ký người bào chữa ngay trước thời điểm mở phiên tòa nhưng đã không được cấp. Các luật sư đề nghị tòa án tạo điều kiện cho các luật sư có bàn làm việc và mang theo các phương tiện điện tử, các nhà báo tham dự phiên tòa. Các luật sư và bị cáo yêu cầu triệu tập công chứng viên được các luật sư và bị cáo cho rằng phải là nhân chứng bắt buộc. Một số người tiến hành tố tụng mà theo luật sư và bị cáo cho rằng có dấu hiệu làm trái luật, thậm chí làm sai lệch hồ sơ bằng việc bỏ các tài liệu do luật sư và bị cáo nộp ra ngoài hồ sơ vụ án. Nhưng các đề nghị, yêu cầu này không thấy tòa án giải quyết dù hội đồng xét xử có nghị họp, có dấu hiệu chính các thành viên hội đồng xét xử bị chỉ đạo làm khó các luật sư bất hợp pháp. Khi các chủ, bà chủ tọa nói là sẽ tạo điều kiện tốt cho 40 luật sư chỗ ngồi và bàn làm việc, nhưng sau khi nghị họp không thấy tòa án giải quyết theo lời hứa của bà chủ tọa. Và ngoài ra cảnh sát đã đàn áp bằng cách kẹp cổ, bẻ quạt tay lôi luật sư ra khỏi phòng xét xử. Và đây là hình ảnh của luật sư Nguyễn Duy Bình bị cảnh sát áp chế tại tòa ngày hôm nay và lôi ra khỏi phòng phép xét xử. Và để gần lại các bạn cũng thấy rất rõ những người cảnh sát tại tòa đã lôi ông ta ra. Hôm 14 tháng 11, luật sư Nguyễn Duy Bình nói Thân chủ của tôi là bị cáo Phương, tức là bà Ngô Tuyết Phương, vợ của ông Trần Vũ Hải và bị cáo Hải bởi vì thân chủ của tôi có 5 luật sư đã nộp thủ tục bảo chữa bổ sung hơn 24 giờ rồi giờ rồi mà hội đồng xét xử không chấp nhận, không ra thông báo cho các luật sư tham gia bảo chữa cho bị cáo. Khi ông đề nghị hội đồng xét xử nhưng mà họ đã không cho nói, ông đã nói như vậy. Thế thì tôi quay sang thực hiện quyền hỏi và tôi nói với với bị cáo Phương, bị cáo đã ký đơn nhờ năm luật sư bảo chữa bổ sung chưa? Bị cáo Phương trả lời đã ký. Luật sư đã nộp rồi, nhưng hội đồng xét xử vẫn không chấp nhận đơn này của năm luật sư. Câu hỏi tôi hỏi thứ hai, hiện tại bị cáo Phương có đề nghị hội đồng xét xử xem xét thủ tục để cấp thông báo bào chữa cho năm luật sư hay không? Bị cáo Phương trả lời có, lập tức vị chủ tọa Lê Thị Thị Hạng tuyên bố mời tôi ra khỏi phòng phiên tòa. Tôi nói rằng tôi chấp nhận nhưng tôi khiếu nại một hai câu vì hành vi của các chủ tọa có dấu hiệu trái pháp luật nhà nước tước quyền của tôi và không đảm bảo quyền lợi của các luật sư của bị can và bị cáo. Vừa nói được câu thứ nhất thì mấy vị cảnh sát tư pháp ập vào lôi cổ ra bè quạt tay ra đằng sau rồi sốc nách kéo thẳng xuống sân tòa áp giải tôi ra cổng. Tôi mới nói được với mấy vị cảnh sát tư pháp rằng chủ tọa phiên tòa chỉ mời tôi ra khỏi phòng xử, phải để tôi trong sân tòa để làm đơn khiếu nại đến tránh án, nhưng cảnh sát tư pháp không cho, ngay lập tức sau đó cảnh sát tư pháp tiếp tục kẹp cổ sốc nách tôi áp giải lên xe đưa về phường Phước Tân. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rõ cảnh sát tư pháp tại tòa đã áp chế người luật sư này ra sao khi họ đề nghị được thực hiện quyền của luật sư. và việc lạm quyền và dùng vũ lực không cần thiết đã được nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng nhằm áp chế các luật sư tại phiên tòa này. Và đây là hình ảnh của khu vực trước phiên tòa đã bị cảnh sát phong tỏa và cấm đường. Luật sư Nguyễn Duy Bình cũng cho hay hiện tại sau khi trở về khách sạn, ông đã viết báo cáo gửi liên đoàn khi trở về uh, luật sư Việt Nam và liên đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh để các nơi này có văn bản kiến nghị với tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa và tòa án nhân dân tối cao xử lý việc vi phạm tố tụng nghiêm trọng của thẩm phán Lê Thị Hạng tước quyền bảo chữa của một luật sư trái chấp pháp luật, tước quyền có luật sư của bị can. Ngoài ra ông Bình còn đề nghị Bộ Công an chỉ đạo xử lý tập thể cảnh sát tư pháp lạm quyền dùng vũ lực không cần thiết và có hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Việc phiên tòa xử cáo buộc trốn thuế đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải kéo dài 5 ngày gây tranh cãi trong giới luật sư. Luật sư Trần Vũ Hải và vợ là bà Ngô Tuyết Phương bị cáo buộc trốn thuế trong một vụ giao dịch mua bán đất đất đai ở thành phố Nha Trang. Luật sư Trần Vũ Hải cũng là người tham gia đại diện cho nhiều người dân mất đất và các nhà hoạt động ở Việt Nam trong những năm vừa qua và chúng ta thấy nổi bật nhất đó là những cái vụ việc rất nghiêm trọng như vụ Đồng Tâm hoặc là vụ vườn rau Lộc Hưng cũng là những cái vụ lớn mà luật sư có tham gia. Và có gần 60 luật sư đã đăng ký bào chữa cho luật sư Trần Vũ Hải, trong đó có nhiều người được cấp chứng, chứng nhận bào chữa cho ông tại phiên tòa này. Và đây là hình ảnh của luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong những người đó. Cùng ngày, luật sư Đặng Đình Mạnh, người cũng tham gia bào chữa cho ông Hải phân tích. Vấn đề của các vụ án này nằm ở chỗ quan điểm khác biệt giữa bên công tố buộc tội và luật sư bào chữa mà thôi, Chứ thật ra diễn biến sự việc rất đơn giản, do đó các luật sư đoán chừng chỉ khoảng 2 ngày là đã quá dư giả thời gian để kết thúc vụ việc xét xử sơ thẩm vụ án, nên đã đặt vé trở về nhà từ trước. Đến khi nghe thông tin vụ án kéo dài đến 5 ngày thì ai cũng chưng hửng vì sự việc đâu có gì phức tạp mà phải kéo dài đến như vậy. Trong số 50 luật sư đến dự phiên tòa, ngoài số khoảng 2 hoặc 3 luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên là đi lại khá gần, thì toàn bộ số luật sư còn lại đều ở rất xa như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk cho nên, trước diễn biến mới như vậy, thì các luật sư đang thảo luận để có phương án tốt nhất trong việc bảo chữa, bảo vệ cho luật sư Trần Vũ Hải trong phiên tòa xét xử. Luật sư Đặng Đình Mạnh nói thêm rằng, trong phần xét hỏi, cách hội, hội đồng xét xử gọi tên từng luật sư theo số thứ tự để mời luật sư tham gia là rất mất thời gian. Và hội đồng xét xử dường như đã cố tình dây dưa kéo dài phiên tòa tới 5 ngày trong một vụ việc rất nhỏ để làm khó của luật sư bảo chữa và đây là hình ảnh của luật sư Trần Vũ Hải tại phiên tòa, trước cửa phiên tòa. Luật sư Đặng Đình Mạnh kể thêm, đến khoảng giữa buổi chiều ngày 13 tháng 11, sau khi nhận được một tờ giấy từ bên ngoài chuyển vào thì chủ tọa phiên tòa đột ngột tuyên bố nghỉ giải lao 5 phút. Sau đó khi trở lại làm việc thì chủ tọa phiên tòa đã thay đổi, trở lại cách gọi tên từng luật sư theo số thứ tự như trước. Bản thân tôi sau khi tham gia xét hỏi xong thì chất vấn ngay cách điều khiển phiên tòa làm mất nhiều thời gian này. Nhưng chủ tọa phiên tòa đã trả lời lấp liếm rất phi lý cứ như những tòa án đang cố ý kéo dài thời gian xét xử phiên tòa. Luật sư Đặng Đình Mạnh cũng cho biết rằng do kẹt lịch bảo chữa cho thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh, Nguyễn Đăng Tĩnh trong phiên tòa dự trù diễn ra từ ngày 15 tháng 11 tại tòa án tỉnh Nghệ An nên ông không thể theo đến cùng phiên tòa xét xử luật sư Trần Vũ Hải. Thì đây là cũng một số những cái điều mà những người luật sư ở xa đang gặp phải trước cái phiên tòa mà kéo dài một cách quá mức tới 5 ngày cho việc này. Và mặc dù nhà cầm quyền nói là phiên tòa công khai nhưng các báo chí nhà nước tại Việt Nam cũng bị hạn chế không được để vào tham dự đăng tin mặc dù trước đó đã đăng ký đây là hình ảnh hôm 14 tháng 11 đường vào cổng tòa án nhân dân thành phố Hồ Nha Trang tiếp tục bị cấm lưu thông đề cập việc các phóng viên báo nhà nước ở Việt Nam cũng không được vào dự phiên tòa xét xử luật sư Hải luật sư Đặng Đình mạnh bình luận như sau khi phiên tòa khai mạc vào buổi sáng thì tôi biết khá nhiều phóng viên báo chí trong nước đã không được vào trong khuôn viên tòa án để tác nghiệp. Tôi không biết rõ về lý do của sự việc này nhưng tôi tin rằng nếu phiên tòa được tiến hành xét xử theo tinh thần khách quan, vô tư và đảm bảo đúng quy định của pháp luật thì nên để các phóng viên chứng kiến đưa tin về phương tiện diện xã hội, không phải chính các phóng viên là những người thực hiện giám sát xã hội tốt nhất hay sao, ông nói. Gần 60 luật sư đăng ký và bảo chữa cho vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải tại phiên tòa, nhưng tòa án chỉ chấp nhận chứng nhận bảo chữa cho 42 người trong số này. Đây được ghi nhận là một kỷ lục về số lượng luật sư cùng tham gia bảo chữa miễn phí cho một bị cáo và cũng là đồng nghiệp của họ. Và nguyên nhân đưa luật sư Trần Vũ Hải uh, bị đưa ra phép xét xử có thể do luật sư này đã nhận bảo chữa cho nhà báo Trương Duy Nhất, một người được cho rằng đã bị tình báo quân đội Việt Nam, tức là tập cục 2, đột nhập vào lãnh thổ Thái Lan và bắt cóc đưa về Việt Nam vào hôm 25 tháng 1 năm 2019. Và đây là hình ảnh ông Trương Duy Nhất điền thông tin để nộp đơn xin quy chế tị nạn chính trị tại UNHCR Bangkok, Thái Lan vào hôm 25 tháng 1 năm 2019. Trước đó, vào ngày 2 tháng 7 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nhà riêng cùng với văn phòng làm việc tại Hà Nội đối với luật sư Trần Vũ Hải để điều tra về hành vi trốn thuế liên quan đến một vụ mua bán đất đai ở tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, khi khám xét, công an lại thu giữ luôn cả những tài liệu bao gồm hồ sơ vụ việc blogger Trương Duy Nhất của Đài Châu Áo Tự Do, người được cho là đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc từ Thái Lan đưa về nước khi ông này đang xin quy chế tị nạn với Liên Hợp Quốc vào hồi tháng 1 năm nay. Sự việc đã bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên án yêu cầu Việt Nam phải điều tra trả lời về vụ bắt cóc này luật sư Trần Vũ Hải lúc đó là luật sư đại diện của ông Trương Duy Nhất. Sau báo cáo buộc trốn thuế, luật sư Trần Vũ Hải đã phải ngừng việc đại diện pháp lý cho blog Trương Duy Nhất. Và đây là có thể là một trong những nguyên nhân mà ông luật sư Trần Vũ Hải đã bị đưa ra tòa ngày hôm nay. Các bạn đã thấy rõ rất, rất rõ là nhà báo Trương Duy Nhất đang ngồi viết đơn trước cửa của văn phòng tị nạn chính trị tại Bangkok. Và trong khi Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn kêu gọi xây dựng Việt Nam thành một nhà nước pháp quyền, nhưng qua những hành động cử mật vụ thuộc Bộ Công an và quân đội đột nhập lãnh thổ Đức để bắt cóc đại biểu cựu đại biểu Quốc hội là ông Trịnh Xuân Thanh và tại Thái Lan thì bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất. Điều đó đã chứng minh nhà cầm quyền đang làm ngược lại với tất cả những gì họ thường rêu rao trước 90 triệu người dân trong nước và quốc tế. Ngay cả luật sư nhận bào chữa cho những người bị bắt cóc đó cũng bị nhà cầm quyền gây sức ép tìm cách bức hại bằng những bản án bỏ túi không thuyết phục và chưa đúng đắn. Trên 90 triệu người dân trong nước luôn bị yếu thế và chịu áp đặt thiệt thòi trước một nền tư pháp không độc lập vì phải chịu sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và qua các phương tiện truyền thông tự do, và người dân Việt Nam đã hiểu, họ không cần một đảng độc tài nhẫn tâm với chính người dân như vậy. Những đau khổ oan trái này phải được chấm dứt và chính người dân Việt Nam chắc chắn sẽ làm điều đó. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thầy báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.